tuyệt vời của tôi. Xoay qua người bạn, bạn là những người bạn tuyệt vời của tôi. Rồi. Chúng ta đã đọc cái hợp đồng thành công lần này rồi, có các bạn ơi. Vâng, mình lấy tên của bạn này, tôi là Ngọc Ngọ hả? Dạ, tôi là Ngọc Ngọ. Tôi cam kết nhận được lợi ích và hiệu quả mạnh mẽ nhất từ khóa học làm chủ và xây dựng doanh nghiệp này. Các bạn có cam kết không? Dạ. Các bạn có cam kết không? Dạ. Làm việc gì cũng phải. Dạ. Cam kết. Ok, các bạn đã dành thời gian 2 ngày để lớp học này thì các bạn có cam kết nhận được lợi ích từ lớp học này không? Dạ. Làm gì chúng ta cũng phải cam kết. Những người mà họ không cam kết á là họ đến đây như họ đi cho vui vậy đó. Mà chỉ cuối cùng 2 ngày về là họ cũng không có nhận được cái gì hết. Rồi bắt đầu như thế nào ạ? Bắt đầu họ đổ thừa, có các bạn ơi. Những người đó họ rất là giỏi đổ thừa. Ok chưa? Và đổ thừa nó thật với bạn á. Cái đứa con nít 5 tuổi nó cũng đổ thừa được, có không ạ? Có. Chẳng phải già đâu như bạn nó đổ thừa được đâu. Bạn có đây nào? Ok bạn ơi. Đó là chúng ta phải nhận trách nhiệm về kết quả của mình. Đó là chúng ta đã dành 2 ngày đến đây. Là chúng ta phải muốn nhận được hiệu quả mạnh mẽ nhất từ lớp học này. Các bạn có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng. Nếu mà mình chia sẻ dở quá, tệ quá, các bạn không được học từ mình được thì chẳng lẽ 70 con người ngồi đây mà các bạn vẫn không học được từ ai à? Có các bạn ơi! Những cái thằng đó đó mà 70 con người ngồi đây mà nó cũng không học được ai á thì nghĩ mấy đánh nó lên trên trời nó ở được rồi á. Có các bạn ơi! Nó không có thành công, nó học nó không nhận được cái gì, nó không có cam kết, nó làm gì nó cũng đổ thừa hết. Có các bạn ơi! Đó là chúng ta phải cam. Trong 2 ngày học này chúng ta phải nhận được hiệu quả mạnh mẽ nhất từ lớp học này. Các bạn có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng. Chúng ta giơ thẳng tay lên. Xoay qua người bên cạnh nói rằng tôi cam kết nhận được hiệu quả từ lớp học này. Bởi vì quá rất là nhiều thứ để chúng ta học hỏi, rất là nhiều con người ở đây để chúng ta học hỏi từ họ. Có các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Do đó trong 2 ngày từ 9 giờ sáng 9 giờ tối tôi cam kết đồng ý với các nguyên tắc sau. Tôi cam kết học luôn luôn vui và năng lượng 100%. Các bạn có cam kết học luôn luôn vui và năng lượng không? Đó. Hai ngày là chúng ta phải luôn luôn vui và nắng. Và làm gì cũng phải vui và nắng. Cái năng lượng của con người nó rất là tuyệt vời. Độ tuổi còn trẻ nữa nè là phải nắng. Năng lượng. Chuyện gì xảy ra trên đời này bây giờ chúng ta đang nằm trong bệnh viện, chúng ta sẽ không làm được cái gì hết. Có mà. Đó, nên là chúng ta còn trẻ này, còn năng lượng rất là tuyệt vời thì chúng ta hãy làm gì? Làm nhiệt tình. Ok chưa? Để cuộc sống nó chất lượng ra. Còn trẻ mà làm gì là cái gì cũng sẽ xỉu. Mình kêu xe qua được bên cạnh, hai phai đi. Làm gì là cũng lỗi, cuộc đời nó chết luôn. Có không? Có các bạn. Có. Chúng ta sống đâu có nhiều đâu. Có mấy chục năm để sống mà, tương đương với mấy trăm tháng để sống mà. Có không? 7-8 tháng để sống, ngồi đây bèo bèo cũng đi hết mấy trăm tháng rồi, có không? Không có vài trăm tháng để sống, có không? Có. Thì còn không có nhiều thời gian để sống nữa, có không? Có. Thì sống cho nó ý nghĩa là có không? Có. Còn không sống ý nghĩa thì về nhà nằm ngủ đi. Nhưng mà đừng cứ ngủ, sắp tới đi ngủ hoài là tới lớp đi ngủ kêu hoài, không chịu lại, có không? Có. Có các bạn. Đó. Còn thức không có nhiều, có không? Có. Mà đã thức thì phải thức cho ra lô đá. Rất nhiều người lên tới 30 tuổi đời này cứ hỏi mình anh ơi khởi nghiệp bắt đầu từ đâu?
câu đó. Mình bây giờ mình đổi cái câu đó thành cái câu khác, ví dụ một cái thằng 30 tuổi rồi rồi mình hỏi mình cái câu này nè: anh ơi, tán gái bắt đầu từ đâu? Ok bạn ơi, ok chưa? Vì sao tới 30 tuổi đời nó mà hỏi câu đó? Bởi vì lúc năm mười mấy tuổi nó còn chịu tán gái, hiểu không? Hiểu không các bạn? Cho tới năm 30 tuổi nó vẫn không chịu tán gái, nên là chừng cuối cùng nó không có cái kinh nghiệm gì hết, có không? Có không ạ? Thiếu và mất, thiếu và giảm không thể làm được. Tới 30 tuổi đời mà còn hỏi câu: anh ơi, khởi nghiệp bắt đầu từ đâu? Bởi vì sao? Những năm tháng qua có bao nhiêu chịu khởi nghiệp đó, các bạn có hiểu không? Nên để bước chân đầu tiên để ra cái nghiệp có biết bắt đầu từ đâu hết. Các bạn đâu mà, cái đó là nguyên nhân lớn là gì? Thiếu va vấp, thiếu va chạm, thiếu lăn xả, thiếu sự cống hiến, thiếu lao ra để tìm hiểu. Có mà. Sáng ngày thức dậy chạy tới cái văn phòng làm việc, có mà. 5 giờ chiều chạy về, có không? Sáng thức dậy đi đúng con đường đó, ăn đúng con phở đó, chui đúng cái xăng đó, đổ xăng chui vô đúng cái hộp đó, tới 5 giờ chiều thoát ra khỏi cái hộp đó, đi về đúng cái con đường đó, chui vô cái hộp thứ hai ngủ, sáng hôm sau đi đúng cái con đường đó, đổ đúng cái xăng đó, ăn đúng con phở đó, chui cái hộp kia, tới tháng lạ hơn về chui vô cái hộp này, có không? Đổi hộp thôi, một ngày nó đổi hộp hai lần trăm hết, có không? Và 3 năm nay nó như vậy rồi, có không? 5 năm nay nó như vậy rồi, có không? Chừng cuối cùng nó không biết gì hết. Giang ta có ba mày thú vị gì đâu luôn. Ok chứ, cuộc đời phải va bắp đi, phải va chạm đi. Ok chưa, sẵn sàng chưa mày ơi? Sẵn sàng. Anh cho thẳng lên. Ok, luôn trải nghiệm. Chúng tôi luôn học từ trải nghiệm. Tôi cam kết làm việc và học theo đội nhóm. Các bạn có sẵn sàng như vậy không ạ? Sẵn sàng. Luôn tương tác với người này, luôn tương tác với người kia. Làm kinh doanh là phải giỏi về networking. Bạn không lấy vô kinh làm sao bạn kinh doanh được? Kinh doanh mà cái gì cũng là tôi làm được hết, tôi tự làm. Mấy người đó nó làm rồi nó ăn một mình luôn đấy. Ok mày ơi, okay. Kết nối với người này, kết nối với người kia, làm việc với người này, làm việc với người kia, chúng ta phải giỏi kết nối. Ok chưa? Nên là chúng ta phải tập cái điều này 2 ngày trong đó này, các bạn có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng. Tập cái điều này 2 ngày trong đó này luôn. Yêu cầu đội chỗ là đứng dậy đi tìm một người khác và chúng ta nói chuyện và chúng ta kết nối họ liền. Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Có lo mà bạn nào xui ngồi đúng cái thằng đó ít đó. Ok cho bạn chưa? Thỉnh thoảng có nhiều bạn ngồi xui ngồi đúng cái thằng ít đó, nó ngồi nó chả nói gì hết, cao luôn. Có không? Có. Làm cho bạn mất hết luôn, có không? Có. Không chuyện gì mất hết. Bởi vì cái thằng đó các bạn chưa gãi đúng tương ứng đó thôi. Gãi đúng tương ứng là nói trên khủng. Ok chưa? Gặp xui mà ngồi đúng thằng nào ít nói á thì các bạn sẽ hỏi, các bạn đừng có nói. Tại các bạn nói nhiều quá nó ghét nó thằng nó. Các bạn hỏi nó thôi. Ok chưa? Hỏi nó những câu ngớ ngẩn. 10 giờ sáng nó hỏi, mày ăn sáng chưa? Nó nhìn đồng hồ nó tới 10 giờ mà còn hỏi ăn sáng còn nó bực mình rồi đó. Ok chưa? Nó chưa nói mà nó bực mình rồi đó. À. Rồi mà nó cũng chưa nói đâu, hỏi nó lại lần nữa, ăn sáng chưa mày? Bực mình nó có nói là trời giờ này mày còn hỏi tao ăn sáng hay chưa? Mà hỏi gì vô lấy vậy? Đó, bắt đầu cái máy nói của nó chứ bị sợ đó. Các bạn chưa ra điều này chưa? Ok mày ơi. Ok. Có mày ơi. Có. Mày được hết. Mà cái tên thằng nào mình biết là cái tên đó sẽ tụi
sạch luôn. Có mà. Mình bán không thành công được. Mình cứ sốc kỳ lạ. Mình về nhà mình lôi con chó con mèo với con gì ở nhà mình biết mình đưa hết bàn chai sạch luôn mình luôn. Ok ok mày ơi. Mình muốn không thành công luôn. Ngồi mà nói còn thiếu nào nữa rồi. Lúc qua thì mình phải hiện ra còn thiếu tên ông trời đó. Mình ghi tên ông trời luôn. Có mày ơi. Trong cái danh sách dài nhãn đó nó còn thiếu tên một thằng. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Mà cái thằng đó là cái thằng gì? Cái thằng quan trọng nhất. Ok bạn ơi. Ok chưa? Đó là thằng Nguyễn Thái Duy. Ok bạn. Ok chưa? À, khi mình ghi cái tên đó bạn. Tại sao ạ? Mình có phát hiện ra nè. Hóa ra mọi việc trên đời này xảy ra với mình đều có phần đóng góp của mình. Có. Có các bạn. Mà không những có phần đóng góp của mình mà mình còn đóng góp những tình huống đó nữa. Có rồi. Có không? Có. Mình nhiệt tình kinh khủng luôn. Có rồi. Và từ đó mình không dám vô từ nữa. Bởi vì có phần của mình trong đó không? Có. Ok chưa? Nên là học hai ngày này mà không hiểu thì phải hỏi. Ok không? Ok không? Sẵn sàng đi tiếp mình kể các bạn nghe câu chuyện này. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Giơ thẳng lên.
xem hai người bên cạnh chúng tôi sẽ sẵn sàng rồi. Ngày xưa. Ở một cái làng nọ có một chàng trai rất là thông minh. Lộn mà ai mà hỏi ảnh câu gì, ai mà đố ảnh câu gì, ảnh đều biết hết. Nên người ta hay nói là Mr. Thông minh. Đặt ảnh là Mr. Thông minh. Cái gì anh cũng biết đó. Và ảnh là ảnh mong muốn có ai đó hỏi ảnh câu gì để cho ảnh biết mà không có ai hỏi được. Một ngày nọ có một người mách ảnh rằng đi lên cái ngọn núi cao kia này có một con già ông ở đó. Ông tôi là ông già thông thái. Ông sẽ đố anh những cái câu anh không thể trả lời được. Và anh nói rất là hứng khởi, khăn gói lên đường này. Ok chưa? Khăn gói lên đường. Mấy ngày trời, nó leo lên được tới cái ngọn núi đó. Okay, và thấy có ông già ở trên đó. Và ông già gặp ảnh, ông già chào và ông già mời anh uống nước. Ok chưa? Và ông già nhờ anh cầm đi nước và ông già lót ly trà vào. Ông không dừng mà ông tiếp tục gì? Xong nữa thì ly nước nó như thế nào ạ? Nó tràn ra. Và khi mà nó tràn ra thì ảnh cho ông già dừng lại mà ông già ông vẫn gì ạ? Không dừng, ông vẫn cứ gì ạ? Ông cứ đó tràn ra một lúc đó ảnh nó bực quá, đặt ly xuống dưới bàn và nói là trời ơi tôi rất là thất vọng. Tôi lên, tôi mất rất là nhiều ngày tôi lên trên núi để mà tôi gặp tôi hỏi ông mà ông đó nước ông đó còn hỏng. Hỏng sao? Ông già con nó nhẹ nhàng nói rằng hồi sáng giờ ta nói với con nhiều lắm nhưng con đâu có nghe đâu, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái đầu của con nó cũng đầy những cái ly trà đó rồi, rót vào gì thì nói như thế nào ạ? Nó tràn ra từ lưa đó. Ok chưa? Nên là trước khi chia sẻ cái lớp này thì mong muốn chia sẻ một điều với các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ mà sẵn sàng mà sẵn sàng. Ai đến cái lớp này bèo bèo lắm cũng có ít nhất 20 năm kinh nghiệm đại học rồi, có mà. Có các bạn ơi. Bắt đầu đi học từ lớp mấy? Lớp trồi, lớp mầm, lớp lá gì đúng không? Ok, cho tới bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 rồi. Sau này 20 mấy năm đi học rồi. Ok, hả rồi. Nên là kiến thức nó một đầu rồi, có không? Có không? Nhiều không? Nhiều. Mình chỉ đề nghị bạn một cái chút xíu nhỏ không? Ok, mình nói thậm chí có người ở đây học nhiều lắm. Ok, nhiều lắm. Trình độ cao lắm, ok không ạ? Là các bạn nói mà các bạn đi học nó vô lý lắm. Ok bạn ơi, nên là làm ơn trước khi đến lớp này á là hãy bỏ những gì mình đã học ở nhà. Ok, đóng vào trong cái hộp lại. Ok, đừng có mang tới lớp này. Ok, bạn đã sẵn sàng không? Sẵn sàng. Nếu mà bạn vẫn mang đến những cái điều đó đến lớp này, ok chưa? Bạn cũng giống như cái anh chàng kia đó, cái ly trà nó đầy rồi và nó tràn búa xua. Ok, các bạn có sẵn sàng vậy không ạ? Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nếu trong hai ngày này mình chia sẻ những cái gì đó mà bạn thấy nó quen rồi, biết rồi thì bạn như thế nào? Chúng ta đừng bao giờ nói là chúng ta biết rồi. Ok chưa? Nếu mà mình chia sẻ một cái việc gì với bạn đó, ví dụ mình nói, tức là biết rồi. Trẻ trời, không muốn nói chuyện với Đức nữa đó. Ok không? Ok chưa? Nhưng mà nếu mình Đức là khôn ngoan, Đức sẽ nói như vậy. Có chuyện gì thú vị không? Thì em nghe đi. Ok không? Ok bạn ơi. Ok chưa? Thì mình hào hứng mình kể không? Và bạn Đức sẽ phát hiện rất là nhiều điều tuyệt vời. Đồng ý mình biết cái con nhỏ đó. Nhưng mà mình biết khác. Con này nó biết khác. Ok không? Ok chưa? Và nếu hai ngày này các bạn nghe một cái chuyện tức gì đó mà bạn đã quen rồi thì bạn nói ồ, chúng ta hãy thảo luận lại nó lần nữa. Chúng ta hãy nghe nó lại lần nữa xem nó có cái điều gì thú vị không? Ok bạn ơi. Ok chưa? Sẵn sàng chưa bạn ơi? Sẵn sàng. Cái điều gì đó nó mới thì nó tuyệt vời rồi, chúng ta hãy nhận nó vào. Và đó là cái cách chúng ta học hai ngày này. Đừng bao giờ cho tỏ vẻ ta là biết rồi, mà hãy tỏ vẻ, hãy xác nhận là ta đã làm được gì rồi. Các bạn có sẵn sàng như vậy không ạ? Sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng. Yeah, ta đây, chúng ta đang vỡ vai rồi, cái này rất là tuyệt vời. Và bây giờ bạn sẵn sàng đi tiếp chưa? Sẵn sàng. Bây giờ cao lên, thử lửa lên. Say quay rồi, chúng ta đang sẵn sàng. Sẵn sàng. Với vai trò là chủ một doanh nghiệp, mỗi sáng thức dậy bạn suy nghĩ điều gì?
trả lời được câu hỏi này thì mình phải đảm bảo trong lớp chúng ta phải thực hiện đúng cái đề này. Hai ngày hôm nay các bạn học lớp này gọi là cái lớp gì các bạn ơi? Làm chủ doanh nghiệp. Mà chúng ta đang hình dung chúng ta đang là chủ doanh nghiệp, chúng ta mới học được cái lớp lớp này. Nó là hai ngày còn lại này. Nếu trước đây mới sáng nay thôi, mới ngày qua hôm nay thôi, bạn đang làm công cho cái công ty nào đó, bạn đang là làm kế toán, bạn đang là làm nhân viên marketing, nhân viên giao hàng gì đó, thì vào cái lớp này bạn phải bỏ hết những cái đó ở ở nhà. Ok chưa? Và bắt đầu từ bây giờ mà chúng ta đang là chủ doanh nghiệp. Và nếu ai đó hỏi ta em lo gì thì tại em làm gì? No. Là phải nói rồi. Em xin gặp. Em là chủ doanh nghiệp. Ok bạn ơi. Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai ngày này chúng ta phải thực hiện cái quy định đó. Bởi vì sao? Bởi vì lớp này là lớp gì? Là chủ doanh nghiệp. Và trong hai ngày này chúng ta phải sống trong cái không khí đó. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai ngày này ai chúng ta phải hình dung tên là chủ doanh nghiệp. Và ai hỏi ta, ta phải nói ta là chủ doanh nghiệp. Sống hai ngày với tôi như là chủ doanh nghiệp. Ok chưa? Để sau này bước ra khỏi lớp này chưa bao giờ là chủ doanh nghiệp hết. Vẫn tự hào rằng ta có hai ngày là chủ doanh nghiệp. Ok. Ok chưa các bạn ơi? Ok. Và sau này lên 60 tuổi, thằng cháu nội nó có hỏi ông nội có ngày nào là chủ chưa? Có rồi. Ông nội có hai ngày cuối năm 2017, ngày 30 và ngày 31. Ông ngoại, ông nội sống hai ngày là chủ doanh nghiệp cho nó. Ok, rất là tuyệt vời. Ok bạn ơi. Ok chưa? Ok. Ok chưa? Ok. Em tên gì? Em tên Tâm. Hiện tại em là anh gì? Em là chủ doanh nghiệp. Đúng rồi. Ok chưa? Tự mà nó nói nó mà nó đang làm nhân viên kế toán là đuổi nó về. Ok bạn ơi. Vì trong lớp này không có nhân viên kế toán. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Văn Sơn. Hiện tại em là anh gì? Em là chủ doanh nghiệp. Quá tuyệt vời. Ok chưa? Em tên là gì? Em tên Hiếu. Hiện tại em làm gì? Em là chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời. Chúng ta có một phút giật qua quay qua những người bạn của mình nói là mình là tên Sơn, mình là chủ doanh nghiệp. Hỏi bạn là gì? Nó là Hiếu, nó là chủ doanh nghiệp. Ok, hỏi kia là gì? Nó kêu nó là Tăng, nó là thủ kho, đuổi nó ra khỏi lớp. Ok bạn ơi. Ok chưa? Ok. Chúng ta có một phút để giới thiệu với những người bên cạnh họ tên của mình.
trước khi bước ra khỏi giường là sẽ suy nghĩ là hôm nay mình sẽ giao việc cho ai, giao việc cho ai, đúng không? Công việc cho ai rồi tiếp tục. Tiếp đến là mình sẽ đi gặp ai trong ngày hôm nay, ai rồi, và cuối cùng chốt lại là mình hôm nay mình sẽ giải quyết xong cái việc nào đó là hết ngày. Ok rồi, xong đi nhậu. Dạ, ok. Rồi, cho bạn nào có tay lớn, ok. Trường nào là marketing, nào là dòng tiền, dòng công việc, ok, đi chơi, đi hưởng thụ, đi nhậu đó, ok không ạ? Rất là nhiều bức tranh trong cái công là thành là chủ doanh gia đình, và ai cũng nghĩ như vậy, có các bạn ơi, có mà, và rất là nhiều người nghĩ như vậy, nên là họ cứ lòng vòng như vậy miết thôi, ok chưa? Và mình chứng kiến rất là nhiều cái câu chuyện của các bạn ra, vui lắm, ok, các bạn sẵn sàng mình sẽ chuyện không? Sẵn sàng không ạ? Mình gặp rất là nhiều bạn mong muốn ra công nghiệp khác, theo ra công nghiệp đó, ngồi học thế nào cũng tâm nghiệp lắm, mà đúng không phải là sao lên mẹ đẹp, ok không ạ? Và bắt đầu họ bắt tay vào, họ hành động, và cái việc đầu tiên của công nghiệp là họ hay nghĩ tới là đi mướn cho mình một cái văn phòng, tại vì phải có cho mình một cái văn phòng, có các bạn ơi, họ mướn cho mình một cái văn phòng. Rồi họ chuẩn bị sắm sửa để tới ngày khai trương văn phòng đó, mời bạn bè tới, ok chưa, bạn bè chúc đồ vui lắm, ok chưa, rất là hoành tráng, họ làm rất là hoành tráng, bởi vì lần đầu tiên trong đời được làm giám đốc mà, nên họ làm rất là hoành tráng, ok chưa. Và sau khi bạn bè đi về hết rồi á, thì văn phòng còn lại có một mình họ, ok không ạ? Và họ lo hay chuẩn bị này chuẩn bị kia, chưa kịp có khách hàng thì đã đến tháng rồi, ok chưa? Lại là tiền trả văn phòng nó tới rồi, khách hàng thì chưa có, ok các bạn ơi, và bắt đầu là tiền trong túi nó giảm bớt rồi, tiền vô thì chưa có, tiền ra thì ra liên tục mấy tháng này, ok chưa? Và họ nghĩ rằng phải có thêm nhân viên về nó mới ở cái văn phòng này thì chúng ta mới có rảnh thời gian được, ok chưa? Thế là bắt đầu họ lên họ tuyển nhân viên, ok, đăng báo tuyển phỏng vấn. Ngày mà có được nhân viên cũng sắp có tháng rồi, ok bạn ơi. Và cái ngày nhân viên đầu tiên nó đi làm, họ mới phát hiện ra một điều là nhân viên nó không biết làm cái quái gì, ok bạn. Mình phải huấn luyện cho nó từng bước một, ok. Lúc xưa mình giữ cái văn phòng đó, bây giờ mình giữ thêm lứa nhân viên nữa, ok bạn ơi, ok chưa? Tiền phải tốn cả văn phòng, phải trả lương cho nhân viên nữa, thì mà khách hàng thì vẫn chưa kịp có, có mà. Bắt đầu họ rối quá, họ biết sao thì sẽ bắt đầu thôi quăng cái văn phòng đó nhà, không nghe đi đó, ở nhà, họ chạy ra ngoài đường, họ đi tìm khách hàng. Có các bạn ơi, gặp rất là nhiều bạn, sau mấy tháng ra suốt ngày chạy ngoài nữa, mình hỏi chạy đi đâu vậy? Nó là chạy đi tìm cái khách hàng, để làm gì? Để kiếm tiền, để làm gì nữa? Để về trả lương cho nhân viên. Phải nhân viên đâu? Nhân viên nó ngồi ở nhà. Ok bạn ơi, ok không? Và sau vài tháng nữa gặp họ lại, lúc này là mang kinh doanh sao rồi? Kết thúc với sự kiện kinh doanh rồi, ok bạn ơi, ok mà. Và cái bài toán nó lặp đi lặp lại sau vài tháng, sau 1 năm 2 năm nhiều lắm, có các bạn ơi, 80% ra cái nghiệp một thời gian thất bại hết, ok, mang theo tài sản tiền bạc. Và tại sao nó kỳ lạ nó như vậy, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không? Sẵn sàng chứng kiến rất là nhiều người bạn mình đã ra cái nghiệp và sau một thời gian họ tránh tay rồi, có mà. Nhưng mà đi làm công thì làm rất là giỏi, có mà. Mà đi ra khởi nghiệp thì không được thất bại, có mà. Và họ cứ nói khởi nghiệp khó. Các bạn mà đông ra điều này chưa? Khởi nghiệp nó cũng giống như đi làm cái toán, nó cũng giống như đi làm những cái việc đó. Bạn làm, bạn đi làm cái toán, bạn có học không? Mà ra khởi nghiệp bạn có chịu học không? Không. Cái trò đó, cái toán thì bỏ 4 năm ra học, ra kinh doanh thì không chịu bỏ cái nào ra đi học, tự nhiên nó kinh doanh được mất kỳ á. Mấy nói như nó thiên tài sao? Các bạn hiểu ra điều này chưa? Đi học cái toán thì bỏ 4 năm đi học, học ngoại ngữ thì bỏ 4 năm đi học, học ngành toán thì bỏ 4 năm học, cái gì cậu cũng học, đi làm cái danh ấy, cái danh cần gì đến đây để học, mà họ có học cái danh cái ngày nào kỹ đâu. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Mà loại đòi hơn cái danh. Có các bạn ơi? Có. Cái tư duy nó như vậy, đó là bạn đi lái xe, bạn có cần học không? Có.
thầy mặt mấy cái nó nghĩ mất rồi không? Các bạn lưu ra điều này chứ. Thiếu kiến thức, thiếu suy nghĩ, thiếu quan sát, thiếu tầm nhìn mà cái trò mình làm biết rồi. Có mà. Có các bạn ơi. Có. Ra. Em nhìn nhận lại thôi. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ với một người chủ nhiệm bộ sáng thức dạy của chúng ta là gì không ạ? Mình vẽ cái bàn để các bạn dễ hình dung hơn. Cái bàn nó có 4 cái chân. Ok chưa? Nó có 4 cái chân. Và cái người, một người làm chủ doanh nghiệp chúng ta phải sở hữu cái chân nào đầu tiên. Ok, chúng ta muốn ra làm chủ doanh nghiệp thì chúng ta phải sở hữu cái tư duy của người làm chủ trước. Ok chưa? Chúng ta phải sở hữu cái tư duy của người làm chủ trước. Ok chưa? Chúng ta phải sở hữu tư duy của người làm chủ trước. Mà trong lớp 3 tiếng đồng hồ mình hay gọi là tư duy nhóm vậy. Nhóm gì các bạn ơi? Nhóm gì? Nhóm búa. Ok, chúng ta ra làm chủ mà chúng ta phải có tư duy của một người nhóm búa chưa? Hay là chúng ta vẫn tư duy của một người làm công? Ok chưa? Làm gì thì tư duy cũng phải đi trước. Có các bạn ơi. Các bạn muốn lái xe được thì trước đó bạn cũng phải đi học lái xe mà. Có mà. Đó là tư duy đó. Đi học lái xe để hiểu lái xe cái tư duy đó. Chúng ta phải cài vào cái bộ máy bên lái xe trước. Cài vào cái đầu này có lái xe trước. Các bạn muốn học, các bạn muốn nói được ngôn ngữ thì trước đó bạn cứ đi học hòa ngữ mà. Có không? Để cài vào cái phần mềm ngoại ngữ rồi nó mới nói được. Các bạn muốn làm kế toán thì trước đó bạn cứ đi học kế toán mà. Cài vào phần mềm kế toán. Các bạn muốn đi tu thì trước đó bạn cứ đọc kinh bạn lên chùa trước mà. Cài vào phần mềm đó. Các bạn hình dung chưa? Hình dung rồi. Hình dung chưa? Làm cái gì cũng phải cài đó. Các bạn muốn làm quen trước đó bạn nói là cứ đi học quen mà. Cài vào. Cài vào. Vậy thì đi làm chủ thì chúng ta phải gì? Phải gì? Phải cài những mô thức, những cái luật chơi, những cái kiến thức về một người làm chủ chúng ta phải cài vào chúng ta phải có. Không có nó sao làm? Tự nhiên à? Tự nhiên của một thằng lái xe mà đi làm cái toán thì làm sao nó làm được? Nó không đọc cái toán sao nó làm được? Các bạn đã rút ra điều này chưa? Một cái thằng làm công chưa bao giờ đi học làm chủ làm sao nó làm chủ được? Anh đưa ra đây là chứ nó cũng làm tầm bậy, có không? Có chứ các bạn. Thì bước đầu tiên chúng ta phải cài cái gì? Cái gì vậy? Cái gì nhớ nhớ vậy? Ủa? 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 Cả cứ bị rút đâu. Các bạn, bắt đầu. Thảo
Con đường thứ tư là con đường gì? Đi tu đi.
Ok chưa? Đi tu cha chết chó phải nấp nhà tu để kiếm tiền. Ok không? Thì bản chất những người đó cũng là làm quên. Các bạn chú à, nó đây là nó như mình chăm đó. Ok chưa? Hai con này, ít người làm, ít người chọn. Ok chưa? Vậy thì chúng ta chỉ còn bao nhiêu con được? Bao nhiêu con được? Hai con được. Ok chưa? Hiện tại em đã làm công chưa? Làm công rồi. Làm công mấy năm rồi? 3 năm rồi. Mà nó có thành công không? Thì đổi đường đi. Vậy còn, còn có bao nhiêu con được? Một con đường à? Có nhiều người có nói em không biết đường nào em chọn. Mình hỏi làm không chưa? Chưa, vậy em làm xong rồi. Vậy mày còn cứ một con đường mày chọn chứ khỉ gì không, không biết được. Nó còn đường khỉ nào nữa nữa đâu. Ok không? Ok. Ok chưa? Chắc là thằng đó nó bị đi tu sao? Nó không biết được. Nó muốn làm chính trị. Ok không ạ? Có mấy đầu dòng mấy con đường đó. Ok bạn ơi. Ok. Yeah, ta ra mày chọn con đường nào? Giờ mấy người thôi, tụi nó chọn con đường nào phải dứt khoát. Ok, các bạn bắt đầu, bắt đầu đi, chọn dứt khoát là chọn con đường nào. Năng lực kiếm tiền. Ok chưa? Chúng ta phải giỏi về năng lực kiếm tiền. Bước đầu tiên của việc giỏi về tiền là chúng ta phải giỏi về kiếm tiền. Chúng ta phải làm sao một ngày 8 tiếng, một ngày 10 tiếng, ok mà. Có người thì một ngày 10 tiếng họ kiếm ra rất là nhiều tiền, có không? Có các bạn. Một ngày 10 tiếng có đạt cái tháng được kiếm đến 5 số triệu à. Ok không ạ?
người nào mà cả ngày vẫn nuôi chưa nuôi sống được các bạn đó họ thì họ bị vướng về năng lực kiếm tiền nghiêm trọng đó. Có các bạn ơi, nuôi sống cái bản thân mình mà mình còn nuôi sống tức là mình phải có một cuộc sống rất là thoải mái, ok chưa? Không tiêu pha gì nhiều nhưng mà cuộc sống mà ăn uống rồi có nhà có cửa, chúng phải nuôi được cái chính bản thân mình thì lúc đó bắt đầu chúng ta bắt đầu là có được cái năng lực kiếm tiền ở cái mức vừa phải mức trung bình thôi. Các bạn hãy đi về điều này nha. Hãy bạn ơi. Cái thứ hai là chúng ta phải phát triển nữa, và cái việc chúng ta kiếm tiền lo cho bản thân mình, còn lo cho vợ con, rồi còn tiền dư cho em út, lo cho gia đình. Các bạn chúng ta điều này chưa? Ok, thì năng lực kiếm tiền chúng ta bắt đầu đó, lo tiền mà hơn một chút xíu trong một tháng. Ok cho bạn ơi. Rồi chúng ta phải lập ra được công ty, rồi trả lương cho anh em nó mới sống. Các bạn chúng ta điều này chưa? Làm giúp cho nhau nữa thì bắt đầu lúc đó năng lực kiếm tiền tuyệt vời ra. Ok cho bạn ơi. Ok chưa? Nhưng mà năng lực kiếm tiền cái chỗ đó nó chỉ mới là năng lực cơ bản luôn, nó mới là cái cơ bản của việc kiếm tiền thôi, ok chưa? Chúng ta có một phút chia sẻ với người bạn nào, bạn đã có năng lực kiếm tiền, năng lực kiếm tiền bạn đã làm ở đâu? Một các bạn bắt đầu thao luận đi. Mày rất là giỏi, ok chưa? Nhưng mà mày còn lủng một cái rất là nghiêm trọng.
đó là mày không có bảo vệ được thành quả của mày tạo ra. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Và hồi đó cái chú đó ông làm bên quân đội và ông nói ông bên quân đội nó luôn có một cái triết lý. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Đánh tới đâu là phải gì? Bảo vệ tới đó. Còn mày mày chỉ biết bị đánh thôi. Các bạn hiểu chưa? Mày đánh xong sau rồi sau nó đỡ. Ok rồi. Ở nơi này ông nói tôi như con người nó rất là tuyệt vời. À, có những bằng lăn ra kiếm tiền để làm giàu. Có những bằng nó rất là tuyệt vời. Nó cho thằng kia có tiền rất là nhiều. Nó lấy tiền đó nó bỏ vào tôi đó. Thế là nó giàu. Ok rồi. Ok bạn ơi. Ok không? Vậy thì chúng ta phải bảo vệ được thành quả của mình. Giang 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 giang. Làm rồi mất thì chúng ta vẫn cực kỳ là yếu. Các cái bạn hiểu ra điều này nè chưa? À, làm rồi mất là yếu lắm. Ok giờ. À, đó là có nhiều ông mắc rồi suốt ngày tự hào hồi kia ta đã làm cái chuyện nó quá thứ. Ok giờ. Cụ thể là bây giờ anh phải có việc phải bảo vệ được thành quả. Các bạn hiểu ra đây chưa? Bảo vệ được thành quả cái đó mới là tuyệt vời. Ok bạn ơi. À, yeah ra để luôn bảo vệ được thành quả của mình làm ra. Làm cho tiền của mình nó sinh sôi vậy, sinh sôi nảy nở ra. Ok chưa? Nghĩa là từ cái việc mà không có cái gì hết, từ số 0. Ok chưa? Chúng ta phải biết biến nó thành quả trước. À, các bạn nghe chúng ta điều này chưa? À, biến nó thành quả trước. Ok. Từ quả trước chúng ta sẽ biến nó thành gì? Con gà. Ok chưa? À, và từ con gà này chúng ta sẽ biến nó thành gì? Nhiều trứng. À, ok chưa? Và nhiều gì? Nhiều gà. Nhiều gà nữa. Và gà này sinh sôi gì? Sinh sôi tiếp. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, chúng ta phải có cái năng lực đó. Chúng ta phải có năng lực là từ số 0 này phải tạo ra được cái trứng. Rồi trứng đó chúng ta phải làm cho nó ra được con gà. Và chúng ta cần phải luyện đến năng lực đó. Các bạn hình dung ra này chưa? Cái ngày mà chúng ta thai nghén, chúng ta chuẩn bị ra cái nghiệp và chúng ta hình thành được cho nghiệp cái nhỏ, đó là chúng ta đã tạo ra được cái gì ạ? Quả trứng. Các bạn chúng ta đều là chưa ạ? Mình hỏi được chưa các bạn ơi? À, tạo ra quả trứng rồi làm sao biến cái quả trứng nó thành gà? Chúng ta càng ngày nó càng lớn mạnh ra, doanh nghiệp nó càng ngày nó phải gì ạ? Nó phát triển nó lớn ra. Các bạn chúng ta rồi, cái doanh nghiệp đó nó phải sinh ra nhiều trứng nữa. Các bạn chúng ta đều là chưa ạ? Chúng ta ra nhiều con gà lắm. Các bạn thấy này tuyệt vời không? Yeah, bạn.